Sữa đậu nành, một loại đồ uống thơm ngon bổ dưỡng, là một loại thức uống có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Uống sữa đậu nành thường xuyên có thể giúp chúng ta phòng ngừa các bệnh về tim mạch, chống lão hóa và đặc biệt là chống ung thư rất tốt. Thế nhưng ngược lại với mơ ước được thưởng thức những cốc sữa đậu nành thơm ngon mà lại đảm bảo vệ sinh là những cốc sữa đậu nành được bán không đảm bảo tại các cửa hàng. Thưa quý vị, sữa đậu nành là một loại thức uống rất tốt cho mọi lứa tuổi. Dù cho bạn có là phụ nữ, là nam giới, là người già hay các em nhỏ đều thích hợp để thưởng thức những cốc sữa đậu nành hàng ngày. Vâng, bạn đừng nghĩ rằng sữa đậu nành chỉ đơn giản là một thức uống giải khát, bởi vì ngoài tính năng giải khát thì sữa đậu nành còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Do đó, chúng ta nên uống sữa đậu nành quanh năm. Mùa đông thì có thể uống nóng rất thú vị và mùa hè thì có thể cho thêm vài viên đá uống cũng rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì TV Shopping muốn gửi tới quý khán giả một món quà hết sức đặc biệt. Nó sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều trong việc chế biến những cốc sữa đậu nành thơm ngon và rất nhiều đồ ăn thú vị khác. Và đó chính là máy làm sữa đậu nành Saico. Máy làm sữa đậu nành Saico chế biến sữa đậu nành một cách nhanh chóng. Đế và bình xay tách rời đảm bảo độ bền cho động cơ. Có thể xay thức ăn cho em bé, xay ngũ cốc, xay sinh tố. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, thiết kế nhỏ gọn và tiện sử dụng. Nhập khẩu nguyên chiếc và bảo hành chính hãng 18 tháng. Máy làm sữa đậu nành Saico có thiết kế rất nhỏ gọn, đơn giản và dễ sử dụng với nhiều chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Đừng quá coi trọng giá thành của sản phẩm bởi vì Hương Giang tin chắc rằng ngay sau khi xem xong chương trình này, quý vị và các bạn sẽ không ngần ngại bỏ tiền ra để mua chiếc máy sữa đậu nành rất đa năng và hữu ích này. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Mạnh Dũng sẽ cho quý vị được mục sở thị chiếc máy làm sữa đậu nành Saico. Và đây là những hạt đậu nành mà Mạnh Dũng đã chuẩn bị từ trước. Và bây giờ Hương Giang thân mến, bạn có thể đưa cho Mạnh Dũng cá nước trước mặt được không ạ? Trước tiên thì chúng ta hãy cùng đổ nước vào trong thân máy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho đậu nành vào ca đựng lọc. Mạnh Dũng này, chắc hẳn là những hạt đậu nành này đã được ngâm từ trước đúng không? Tất nhiên rồi, và những hạt đậu nành này trước khi chúng ta sử dụng chúng ta sẽ phải ngâm với nước và sẽ cho vào máy sau khi mà chúng ta đã ngâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đậy nắp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng mở bảng điều khiển ra. Sau khi các công đoạn đã hoàn tất và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ trong 30 phút để đợi có những ly sữa đậu nành thơm ngon nhé. Nếu như những chiếc máy xay đậu nành cũ có thiết kế liền với nhau từ motor, nút điều khiển và lưỡi xay, thì máy làm sữa đậu nành Saico được chia ra làm hai bộ phận tách biệt. Đế được tách rời có bảng điều khiển, có màn hình hiển thị và bình xay có lưỡi xay và cốc lọc. Thiết kế này sẽ làm hạn chế hư hỏng mạch và linh kiện điện tử nhạy cảm của máy vì tránh được hơi nước nóng xâm nhập vào. Động cơ linh hoạt, hoạt động một cách nhẹ nhàng với tiếng ồn thấp. Bạn sẽ không bị phiền lòng với âm thanh inh tai như những chiếc máy làm sữa đậu nành đang được bán phổ biến trên thị trường. Thành phẩm mà bạn thu được từ máy làm sữa đậu nành Saico thật tuyệt vời, đậm đặc và mịn màng. Mùa hè, bạn có thể thưởng thức với một vài viên đá. Uống nóng vào mùa đông bởi máy có tính năng nấu chín và giữ ấm sữa rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thành phẩm mà Saico mang lại nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng mở nắp máy ra. Wow, Hương Giang đã cảm thấy mùi thơm của đậu nành tỏa ra ngào ngạt rồi đấy ạ. Và mùi thơm của đậu nành rất là tự nhiên phải không Hương Giang? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đổ ra ca nhé. Như Hương Giang có thể thấy cũng như là quý vị các bạn có thể thấy, đó chính là sự đậu nành của chúng ta rất là đặc và sệt đúng không nào? Đúng rồi, rất là sánh. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đổ ra cốc và thưởng thức nhé. Những ly sữa đậu nành của chúng ta đã có đây rồi và Hương Giang hãy cùng thử và nếm thử xem mùi vị của sữa đậu nành như thế nào nhé. Wow, ngon tuyệt, mùi vị của sữa đậu nành rất là thơm và ngậy quý vị ạ. Chắc hẳn là nhờ có máy làm sữa đậu nành Saico, chúng ta mới có thể có được những ly sữa đậu nành thơm ngon như thế này phải không quý vị? Thưa quý vị, thông thường để thiết bị có thể hoạt động trơn tru thì đa phần các máy làm sữa đậu nành trên thị trường đều sử dụng chất bôi trơn công nghiệp. Nhưng ngược lại, máy làm sữa đậu nành Saico sử dụng chất bôi trơn phù hợp với thực phẩm 100% cho vòng bi và lớp đệm trục của motor, do đó nó rất an toàn cho người sử dụng. Với thời đại hiện nay khi mà thời gian rất hạn hẹp, việc chế biến một ly sữa đậu nành ngon, thơm và bổ dưỡng sẽ không còn mất nhiều thời gian nữa với máy làm sữa đậu nành Saico. Với thiết kế đẹp, sang trọng và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất, ngay bây giờ thì quý vị có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại quen thuộc, đó chính là 0462858585 và 0902200999 để đặt mua sản phẩm ngay bây giờ.